Đây giới thiệu anh em đến đây cây vả nhé, quả vả quá đẹp, cây cũng đẹp, cây là cảnh tuyệt vời. Anh em nào kết được quả sai đó. Đấy. Quá đẹp. Đây các bác cho các xem nhá. Đây này, ấy, cây này quả rất đẹp này. Đấy, ngồi xuống các bác mới thấy được cái ấy. Đẹp chưa? Đây này, đấy, nhìn nha. Đây là vả. Quả vả rất là to đẹp đấy. Hầm hố nhá. Bác nào thích thì liên hệ. Đấy, quay cận cảnh cho các bác xem. Cái chỗ này nó cứ mờ mờ cái gì nhỉ. Ừ. Quả đẹp lắm. Đấy. Quay sát cho các bác xem. Ừ. Các bạn thấy video hay các bạn like, chia sẻ, subscribe cho em nhá. Đây nè các bạn. Đấy. Quả đấy. Đẹp chưa? Quá đẹp đấy. Nhìn rất nhiều quả. Cây này sai lắm mà làm cảnh thì đẹp, đánh hết cái gốc của nó lên để trên chậu rất tuyệt vời. Đấy. Cây này cực đẹp. Đại gia dùng tuyệt vời nhá. Trên của nó bắt đầu từ đây là thân trên. Đấy, thân trên nó bỏng lên cao thế này. Cây này ước chừng của nó cao 3 mét, khoảng 3,5 mét, 3 mét thôi. Thế này thì cũng thường của nó 3 mét. Thân quả rất đẹp này. Ừ. Rất đẹp nha. Đấy. Rất là đẹp. Đây này. Quả đây này. Đấy, nùng niềng chưa. Bây giờ bác nào kết thì đấy thôi. Đấy thôi. Liên hệ. Đẹp lắm. Cây này nói chung rất đẹp. Ừ. Quả nhúc nhích như là ấy luôn. Xem bổ kết luôn đấy, nhiều anh xem bổ kết nhá. Bổ kết thì nhích ngay. Đẹp lắm. Đây, quay tận cảnh cho bác xem nhá. Quả đấy. Úi dồi. Dưới này nữa, quay lên. Úi dồi. Đây, quả rụng đi đây. Đấy. Rụng đi. Rụng đi rất nhiều. Lâu lắm lắm rồi cây này. Đấy. Đây nha. Đây quay xa xa tí cho các bác xem nhá. Đấy. Đây ở ngay cạnh dòng suối mà. Chảy tóc tách như cây nó tốt lắm. Nhà được. Nhà trồng gần suối. Nha, các bác xem hay thì kết. Chào các bác nha, bye bye.